Sáng đi chợ Út mua 5 kg tép bầu để nấu lột xào để nấu bánh canh nha. Mời cả nhà cùng đồng hành với Út xin món bánh canh tép nha cả nhà. Đây là tép bầu cả nhà ơi. Tép bầu. Rồi bắt đầu Út đi rửa với nước muối xong Út để nước đá ngâm rồi lột nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem á, vỏ tép một đống Út lột ra nhiêu nhiêu tép à cả nhà ơi. Đây tép bầu Út đã lột xong, Út đi chuẩn bị băm tỏi đằng xào nha cả nhà. Rồi Út băm tỏi nha cả nhà. Rồi băm tỏi xong Út đi bắt chảo mở lên nha. Băm tỏi xong Út bắt bếp lên nha cả nhà, bắt chảo lên. Sau khi chảo nóng, Út cho dầu ăn vào cả nhà ơi. Dầu sôi Út cho tỏi vào. Tỏi vàng Út cho tép bầu lột vào nha cả nhà. Cho tép bầu vào mình xào cho nó săn thịt, mình hả nêm nếm nó mới ngon nha cả nhà. Xào cho săn thịt tép lại. Sau khi tép xào đã săn, Út cho một chút màu vô nha cả nhà, cho cái màu chút cho nó đẹp. Đây là màu gạch tôm nha cả nhà. Mình để ít thôi, đừng để nhiều, để chút thôi. Đó, màu thấy đẹp chưa cả nhà? Cả nhà ơi, Út nêm nha cả nhà, cho một chút nước mắm cho nó thơm thôi cả nhà. Rồi. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn chưa? Út nấu xào tép, nấu bánh canh tép cho cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Út cho vài hạt muối vào. Rồi, đây là bột ngọt. Đây là đường. Đây là hạt nêm cà no. Rồi, Út quậy cho nó đều lên nha cả nhà, cho thấm đều. Quá thơm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn xem cái màu đẹp không? Đây màu gạch tôm. Xào cho đến khi gia vị thấm đều, Út tắt bếp nha cả nhà. Cuối cùng món tép bầu xào nấu bánh canh tép của Út Sinh cũng đã chín. Út Sinh tắt bếp nghe cả nhà. Út đi sấy mỡ hành. Út sắt hành nha cả nhà, sắt hành đặng Út sấy mỡ hành ăn bánh canh tép. Út sắt hành nha cả nhà. Rồi Út sắp hành xong, Út bắt chảo lên nha cả nhà. Út bắt chảo lên. Để cho chảo nóng, Út đổ dầu ăn. Chảo nóng, Út cho dầu ăn vào cả nhà. Dầu ăn sôi, Út bỏ hành vào nha cả nhà. Út phi hành cho nó vàng, chút cho thơm nha cả nhà. Đây hành phi của Út đã thơm rồi cả nhà ơi. Ngã màu vàng rồi, Út tắt bếp nha. Bây giờ Út bắt nồi lên chuẩn bị nấu bánh canh nha cả nhà. Út cho nước vào. Đây là bột bánh canh nha cả nhà. Đây bột bánh canh.
Út bắt đầu nêm nước. Nước bắt đầu sôi, Út nêm nha cả nhà, cho vài hột muối thôi, tại vì tép sau hồi nãy Út có nêm mặn ngọt rồi cả nhà. Rồi bột ngọt, hạt nêm cà no, rồi cho một ít đường vào, rồi quậy. Nước sôi Út cho bột bánh canh vào nghe cả nhà. Bột bánh canh, rồi bánh canh Út cũng đã chín nghe cả nhà. Út cho tép vào. Cuối cùng nồi bánh canh tép của Út Sinh đã chín, Út tắt bếp nghe cả nhà. Cuối cùng tô bánh canh của Út Sinh đã chín, Út bỏ ngò vào nghe cả nhà. Tô bánh canh tép rất ngon nghe cả nhà. Bỏ ngò vô rồi cho hành sấy vô. Rồi mình cho chút nước mắm vô nữa cả nhà. Nước mắm ớt rồi xịt chút tiêu vô. Tiêu vô rồi cho chút ớt sấy vô cả nhà. Ai muốn ăn cay thì mình để nhiều, ai cho chút ớt sấy vào nha cả nhà. Ớt sấy này cay lắm, để nhiều cay lắm cả nhà ơi. Rồi Út xin mời quý vị khán giả cùng ăn bánh canh tép với Út xin nha cả nhà. Đây tô bánh canh tép rất ngon cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn chưa. Đây tép bầu Út xin mua về lột hồi sáng nè, lột mới xào xong cả nhà ơi. Mời quý vị khán giả cùng ăn bánh canh tép nha. Quý vị khán giả xem video nếu có thích cho Út xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để Út có nhiều động lực ra nhiều video cho quý vị khán giả cùng xem.